và cho những ai lần đầu đến với kênh của mình thì kênh của mình là dạy breaking từ cơ bản cho đến nâng cao. Và hôm nay mình sẽ dạy cho các bạn một bước footwork mới, đó là 4 step. Mình đã có bước 6 step rồi, có bước 3 step rồi, và hôm nay mình sẽ bước 4 step. 4 step là gì? Là chúng ta chỉ với 4 bước chúng ta như được một vòng tròn. Ok, và hiện động tác này thực hiện như sau. Mình sẽ ngồi nghiêng cho các bạn dễ thấy. Rồi, mình sẽ thế này. Rồi, mình cũng đặt tay ở vị trí cơ bản của footwork, không quá xa, cũng không quá gần, ha, vừa đủ để mình cảm nhận được sức nặng của cơ thể và độ nhún của nó. Rồi, mình bắt đầu cách đưa chân trái ra và quét. Rồi, quét chân đánh không, và chân này mình sẽ nhảy ra đây như thế này. Ok, lần nữa ha. Rồi, mình sẽ làm cùng một lúc đánh chân. Và đó là bước step number 1. Bước thứ nhất sẽ làm lại nha. Ok, 1. Và sau đó chân này đặt xuống, 2. Và chân phải sẽ đá lên đây, đồng thời chân này khu về, 3. Và 4. Sau đó mình sẽ bắt đầu lại từ đầu với lại bước thứ nhất là quét chân, đẩy chân ra, hạ chân xuống, đẩy chân và khu về. Và đây là bước 4 step. Tương tự cho bên còn lại ha, mình cũng đặt tay vị trí này, thì thay vì đưa chân trái ra thì mình sẽ đưa chân phải. Ok, đánh, nhảy, đưa chân qua đây, đá chân trái qua, cùng chân phải về. Ok, một lần nữa. 1, 2, 3, 4. Ok, động tác này đó là một động tác rất phụ hữu dụng để các bạn có thể theo được cái âm nhạc, tiết tấu nhạc của breaking. Bởi vì nhạc breaking thường chia theo phương bố 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3 and 4. Thì nếu các bạn tập thành một bước footwork 4 step này, các bạn sẽ có khả năng ăn nhạc tốt hơn, và cái động tác, cái footwork của bạn sẽ phân kỳ hơn, nhìn nó vui mắt, và nó rất là thu hút ánh nhìn của khán giả, bởi vì nó ăn nhạc và nó rất phong cách. Và chưa kể khi các bạn tập luyện quen động tác 4 step này, các bạn sẽ có thể nối được với động tác như là mini squat 2 step, động tác squat. Ok, mình sẽ làm như sau. Mình sẽ bắt đầu bước 4 step với đào quét thế này. 1, 2, 3, 4, 1, 2, mini squat. Ok, hoặc là mình sẽ nối 4 step với lại động tác squat. Ok, vậy nên hãy tập luyện động tác 4 step này rất thành thục, bởi vì nó rất là hữu dụng. Nó sẽ tạo ra moment, tạo ra swing, ha, đạt nước cho các bạn. Đây là động tác thực sự nổ. Rồi, mình sẽ làm một lần nữa, các bạn sẽ thấy. Rồi, mình sẽ bắt đầu bằng chân bên phải, đá ra, u về, hay. Ok, và tương tự cho bên còn lại. Hy vọng các bạn tập luyện bước 4 step này hiệu quả nhé. Hãy tập thể thuật nó, bởi vì nó sẽ nỗ lực với những combo đấy. Vinh Nguyễn, quên mất. Nếu các bạn thấy bước footwork này thực sự hữu dụng, và cũng như là các bài tập mình hướng dẫn trong channel của mình hữu ích cho các bạn, thì đừng ngần ngại cho mình một like và một subscribe để lan tỏa những động tác này tới mọi người nhé. Vinh Nguyễn, thiêu là, peace out, love you.